Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, từ đầu tháng 9 đến nay, đây là những con giáp long đong lận đận, làm việc gì cũng khó thành nên vì thế mà khổ tâm nhiều. Tuổi trẻ thường phải đi xa lập nghiệp, tự thân vận động, không được nhờ gia đình. Thế nhưng vì có sự cố gắng, cần cù, nỗ lực không ngừng nghỉ, nên khi bước vào ngày 28 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của họ sẽ có những khởi sắc, công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo hạnh phúc, yên ấm. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một, tuổi Sửu. Về cơ bản thì từ ngày 28 tháng 9 âm lịch này là thời điểm cắt lành với người tuổi Sửu. Từ hôm nay trở đi, con giáp này đã đón nhận kha khá tin vui cũng như gặt hái được không ít thành công. Đặc biệt, xét trong lá số tử vi của những gia chủ tuổi Sửu thì thấy vận trình càng về cuối tháng lại càng hanh thông, ổn định hơn nữa. Sự nghiệp phát triển không ngừng, có thể nói sắp tới sẽ là giai đoạn hoàng kim của con giáp này. Dù bạn có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Sửu cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình. Tất nhiên cũng cần phải nhắc nhở những chú trâu đừng quá ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn ra trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối. Đường tình duyên của bản mệnh vô cùng suôn sẻ, người đã có đôi có cặp, được cả gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, gia đình hài hòa, vui vẻ, đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, song vẫn phải xem xét ý kiến của bạn. Nếu thấy vừa ý thì ngại gì không cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới. Các chuyên gia tử vi tâm linh đưa ra dự báo rằng tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày tam hợp thái tuế nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra thì hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại, nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm cũng được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Mão. Các nhà tử vi chiêm tinh cho biết, Dậu Mão tương xung có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mão phải chịu nhiều ấm ức trong ngày này. Bạn dễ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi để phá hủy danh tiếng. Dù có cố giải thích nhưng vẫn hiện vẻ yếu đuối khi đối phương quá cao tay. Nhìn chung hôm nay không phải là một ngày may mắn với con giáp này, bạn cần đặc biệt lưu tâm tới chuyện tiền bạc, kẻo bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được. Tiền nong phải sòng phẳng, chớ để tình cảm xen vào, kẻo muốn đòi lại cũng khó. Phương diện tình cảm cũng khiến con giáp này đau đầu vì chưa đâu vào đâu, bạn và người ấy dễ xảy ra to tiếng dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người đều có cái tôi quá cao và không ai chịu nhường nhịn ai cả. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Với sự xuất hiện của cục diện lục hợp, người tuổi Thìn đang được may mắn đứng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc, đặc biệt là những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó, này bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn.
May mắn cũng đến với con sắp này ở phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình, nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có thể quen biết. Đôi bên có sự tin tưởng với nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, mối quan hệ đang trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào. Hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Ngày có sự hậu thuẫn từ tam hợp cục, vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh, sự nghiệp, học hành, thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con sắp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Hôm nay cũng là ngày rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này thì giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt là bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư xin lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ. Hỏa khắc kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng suy cho cùng, người trong gia đình thì chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa chọn thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ được dự báo là có thể đạt được một số bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình nhờ thiên ấn che chở. Bên cạnh đó, con sắp này cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên có gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là bạn có tinh thần đam mê, lòng nhiệt huyết, luôn hết mình vì công việc nên mới có động lực để phấn đấu như vậy. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về thành tựu bạn đạt được, cấp trên cũng không che giấu sự tán thưởng dành cho bạn. Đừng quan lộ rộng mở, thanh thang. Về mặt tình cảm, bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực, chứ đừng chỉ có một bên cho, còn một bên chỉ muốn nhận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Vận tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng trong ngày thực thần độ mệnh. Kinh doanh buôn bán hay làm thêm tay trái đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa, bạn không chi tiêu quá nhiều nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá dành cho mình. Tuy nhiên, cục diện tự hình lại gây ra những suy nghĩ lo lắng, rối bời, ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Dường như bạn đang trở nên độc đoán khi quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến người khác, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người. Điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở cho công việc. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới hiệu suất chung, vì vậy hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp quá trình làm việc trơn tru hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 28 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.